Cảm ơn chị đã sử dụng kênh điện tử Canet KWIB của kênh điện tử Gia Phát. Thì hôm nay chúng ta sẽ nói đến pin của kênh điện tử Canet KWIB này đang sử dụng dòng pin nào, pin 4V hay là pin 6V, những dấu hiệu mà khi kênh hết pin, cách chúng ta sạc pin, tuổi thọ của pin và chúng ta có thể tự thay thế pin tại nhà hay không và cách chúng ta sẽ thay thế như thế nào. Thì nếu anh chị có đang sử dụng dòng kênh bàn, kênh ghế ngồi, kênh bếp bùng chống nước hay là kênh sàn, kênh xe nâng, kênh điện tử có bánh xe di chuyển và chi tiết hơn á là anh chị đang sử dụng dòng kênh điện tử có mã Canet KWIB này thì chúng ta cùng theo dõi tiếp video dưới đây để cùng tìm hiểu về dòng kênh này anh chị ha. Đối với dòng kênh điện tử Canet KWIB này sẽ sử dụng dòng pin là 6V thông dụng. Tuy nhiên á, thì trên thị trường hiện tại đang có hai loại pin, đó là một loại pin thường và một loại pin tốt. Kênh Gia Phát thì vẫn là hướng anh chị sử dụng tới dòng pin tốt là 6V 4.5Ah, nó sẽ đảm bảo cho sự ổn định của cân hơn và kéo dài tuổi thọ của pin hơn. Dạ rồi, vậy trong quá trình mình sử dụng kênh điện tử Canet KWIB này á, thì khi mà kênh hết pin sẽ có những dấu hiệu nhận biết là gì? Thì bây giờ chúng ta cùng hướng lên màn hình để kiểm tra xem là khi kênh hết pin á, nó sẽ hiển thị những cái dấu hiệu nhận biết nào nha. Và bây giờ em sẽ mở kênh lên. Và khi kênh hết pin thì cái màn hình của kênh nó sẽ rất là mờ như anh chị đang nhìn thấy đây. Và cái dấu hiệu tiếp theo á, là nó sẽ tắt hẳn. Và cái việc tiếp theo mình phải làm đó là mình sẽ cắm sạc cho kênh. Và cái thời lượng mà mình cắm sạc cho kênh sẽ kéo dài từ 4 đến 5 tiếng. Và như anh chị đã thấy đây ha. Rồi, khi mà mình cắm sạc cho kênh thì kênh nó sẽ hiển thị một cái dấu sấm sét như thế này là kênh đang được sạc. Và sau khi mình sạc pin á, kênh vẫn tiếp tục không cầm pin và có dấu hiệu là tắt kênh. Thì cái việc tiếp theo chúng ta nên làm đó là thay thế một cục pin mới cho kênh điện tử. Bây giờ chúng ta cùng theo chân anh kỹ thuật của kênh điện tử Gia Phát hướng dẫn mình thay pin tại nhà. Dạ rồi, bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu tiến hành thay cục pin mới cho đầu kênh Canet này ha anh chị ha. Dạ rồi, đây là cục pin mới ha. Và đằng sau kênh nó sẽ có một cái vị trí pin. Mình chỉ cần tháo con ốc này ra là mình sẽ thấy cục pin cũ ha. Dạ rồi, khi mình tháo nắp ra ha. Ở đây mình sẽ thấy được cục pin cũ của mình ha. Mình lấy ha. Và ở đây nó có hai dây, một dây đỏ và một dây đen ha, tương ứng với lại cực đỏ và cực đen của pin ha anh chị ha. Mình sẽ rút ra. Và trên cục pin mới, thì cục pin mới này nó cũng sẽ có cực đỏ và cực đen này. Mình sẽ gắn chống màu với nhau là ok ha anh chị ha. Và màu đỏ và màu đen nó sẽ vô dây tương ứng. Và mình sẽ lại đậy nắp lại. Rồi, sau khi mình đã thay thế pin xong, mình thử bật kênh lên thành công thì có nghĩa là cái cục pin mình đã thay thế đúng rồi anh chị ha. À rồi, vậy là chúng ta đã tìm hiểu xong về pin của dòng kênh điện tử Canet KWIB này cũng như là cách chúng ta thay pin tại nhà anh chị ha, cũng khá là đơn giản. Và một câu hỏi nữa mà kênh Gia Phát nhận được nhiều nhất đó là trên mỗi lần sạc thì kênh sẽ sử dụng được bao lâu, thì cái này sẽ tùy thuộc vào mức độ cân hàng và tần suất cân hàng của mỗi khách. Thông thường thì sẽ là 1 đến 2 tuần. Và cái thời gian sạc tối ưu nhất để đảm bảo cho kênh điện tử đó là 4 đến 5 tiếng, hạn chế sạc qua đêm anh chị ha. Xem xong video này, nếu như anh chị đang có bất kỳ câu hỏi nào thì anh chị có thể để lại bình luận ở bên dưới. Hoặc là nếu như anh chị đang có nhu cầu mua pin kênh điện tử hay tham khảo các dòng kênh điện tử khác thì có thể gọi điện đến hotline 0909 899 833 để được kênh điện tử Gia Phát hỗ trợ ha. Chúc anh chị có thật là nhiều sức khỏe cũng như là công việc thuận lợi. Hẹn anh chị những video tiếp theo.